Thủ tướng Phạm Minh Chính trước ngày 31 tháng 12 phải tái lập được thôn làng nũ. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước ngày 31 tháng 12 phải xây xong khu tái định cư cho người dân thôn làng nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Chiều 12 tháng 9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bảo Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn thăm hỏi địa phương, chính quyền và người dân. Ông bày tỏ chia sẻ với những gia đình có người thân đã mất, bị thương, còn mất tích và nhấn mạnh đó là mất mát vô cùng to lớn, đau thương. Cơn bão số 3 đã để lại những hậu quả vô cùng lớn. Trận lũ quét kinh hoàng tại thôn làng nũ đã để lại nỗi đau vô tận. Thủ tướng Phạm Minh Chính nghẹn ngào nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các lực lượng huy động tối đa lực lượng, máy móc, thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tìm kiếm 51 người còn đang mất tích. Đồng thời cần thay đổi phương thức tìm kiếm, sớm đưa người bị nạn về trong vòng tay của người thân, cũng như điều trị, chăm sóc y tế đầy đủ cho những người bị thương. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khu vực, nơi ở, khôi phục kết nối giao thông, đảm bảo đi lại thuận tiện hơn cho người dân. Đồng thời cần khôi phục kinh doanh, tạo sinh kế, cũng như động viên, chia sẻ, nắm bắt, tìm hiểu tình hình, những khó khăn của người dân để hỗ trợ kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng khôi phục lại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng để các cháu học sinh có thể tiếp tục đến trường học tập bình thường. Thủ tướng giao địa phương phối hợp các bộ ngành liên quan, khảo sát, quy hoạch, tìm 1 đến 2 địa điểm và nghiên cứu đánh giá an toàn dựa trên khoa học, có sự tham vấn của các cơ quan chuyên môn, nhanh chóng khôi phục lại thôn làng nũ trước ngày 31 tháng 12. Phải đảm bảo những người dân còn sống sót có nơi sinh sống an toàn, đầy đủ, lành mạnh, Thủ tướng nhấn mạnh. 8 người trong danh sách mất tích ở làng nũ trở về, mang theo hy vọng cho nhiều người khác. Sáng 13 tháng 9, 8 người thôn làng nũ trong danh sách mất tích sau trận lũ càn quét kinh hoàng đã trở về, báo tin an toàn. 2 hộ gia đình, mỗi nhà 4 người, trú tại thôn làng nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nằm trong danh sách mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 10 tháng 9, nay trở về, báo tin đã thoát nạn. Sáng 13 tháng 9, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn làng nũ cho biết, trong số 37 hộ bị phá hủy nhà cửa hoàn toàn, có một số người chạy thoát được và một số người đi làm ăn xa. Trong đó, hộ nhà ông Hoàng Văn Tiện có 3 người ở nhà, còn một người con đi làm ăn xa. Còn gia đình ông Hoàng Văn Duân có 4 người. Tại thời điểm xảy ra trận lũ quét ở thôn làng nũ, do hai gia đình ông Tiện và ông Duân có người nhà bị ốm, ở cách khu vực xảy ra thảm họa khoảng 200 mét, nên từ sáng sớm hai gia đình đã di chuyển sang thăm người thân, do vậy đã thoát nạn. Nhà ông Tiện và nhà ông Duân đều thoát nạn và hiện tại đang ở nhờ nhà bà Sời trong cùng thôn, cách đây khoảng 1 km. Ông Diệp thông tin thêm, đồng thời bày tỏ hy vọng những hộ dân khác hiện đang mất tích, chưa thể xác định sống hay chết, cũng sẽ trở về. Tính đến sáng 13 tháng 9, theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện còn 41 người mất tích đang được các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm. Sáng 13 tháng 9, sau tròn 3 ngày kể từ khi trận lũ quét xảy ra tại thôn làng nũ, 650 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, người dân tiếp tục được huy động tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Lịch sử Lào Cai chưa bao giờ có trận mưa lũ như lần này. Tối 12 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cuộc làm việc diễn ra ngay sau khi Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở làm gần 100 người thiệt mạng và mất tích tại thôn làng nũ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân Lào Cai rất nặng nề, cần được động viên, chia sẻ và có giải pháp. Tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân rất nặng nề. Lịch sử Lào Cai chưa bao giờ có trận mưa lũ như lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đây. Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc nhất tới các gia đình,
có người thân bị thiệt mạng, mất tích. Ông hoan nghênh đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lào Cai đã nỗ lực quyết tâm vận dụng hết khả năng, gồng mình ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội, công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng từ sớm, từ xa, bám sát địa bàn, sát cánh cùng cấp ủy chính quyền nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài thiệt hại về vật chất, người đứng đầu chính phủ cho rằng tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân cũng rất nặng nề, cần được động viên chia sẻ và có giải pháp. Nhấn mạnh tại cuộc làm việc, Thủ tướng lưu ý 4 mục tiêu, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch, nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Cùng với đó, khôi phục sản xuất kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm sinh kế cho người dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Về nhiệm vụ tổng quát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, thực hiện thần tốc các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để khắc phục hậu quả mưa lũ thật hiệu quả. Ông nhấn mạnh cần tự tin, tự lực, tự cường, phấn đấu bằng mọi khả năng của mình với tinh thần, đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng lại thôn làng Nũ, chỉ rõ 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với các địa phương nói chung và Lào Cai nói riêng, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bị bệnh, lo hậu sự và chính sách cho người thiệt mạng. Thứ hai, đánh giá, quy hoạch, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm với giải pháp tổng thể cho toàn tỉnh Lào Cai. Riêng với thôn làng Nũ, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất 31 tháng 12 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn này, đáp ứng mong mỏi của người dân, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Thứ ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tìm mọi cách bằng mọi phương tiện để tiếp cận những nơi bị chia cắt, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân. Ông lưu ý cần đổi mới tư duy, không tiếp cận theo cách suy nghĩ lối mòn. Cùng với đó, dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, khôi phục hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Ông yêu cầu sửa chữa các trường lớp, nơi nào ổn định phải cho học sinh trở lại trường ngay, sửa chữa cơ sở y tế để khám chữa bệnh cho người dân, rà soát thiệt hại, phân tích nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, trong hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, trong đó có Lào Cai. Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an có thể điều động thêm người, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ địa phương nhanh chóng ổn định tình hình. Về khôi phục hệ thống giao thông bị hư hại, ảnh hưởng, Bộ Giao thông Vận tải lo đường lớn, lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu và các loại hàng hóa, bảo đảm không găm hàng, đổi giá, làm giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu kêu gọi phát huy tinh thần tương thân tương ái của người dân, lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, phân bổ nguồn, ủng hộ một cách phù hợp, tránh tiêu cực thất thoát. Người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý việc tiến hành công tác tổng kết, làm tốt việc thi đua khen thưởng, những người làm tốt, xử lý những cá nhân đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Cho ý kiến xử lý các kiến nghị của Lào Cai, Thủ tướng tin tưởng Lào Cai sẽ vượt qua được khó khăn này và hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024. Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ, thiên tai hiện nay. Đây cũng là địa phương thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất tới thời điểm hiện nay, với nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất của tỉnh, 6 trên 9 địa bàn cấp huyện có người tử vong, đã có 98 người thiệt mạng, 81 người mất tích, 76 người bị thương. Trong đó, vụ sạt lở tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Vụ sạt lở tại thôn Nậm Tâm, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương, 11 người mất tích. Vụ sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà khiến 5 người mất tích. Về thiệt hại vật chất, hiện chưa thống kê được đầy đủ, nhưng ước tính sơ bộ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.